Thưa quý vị, ai cũng mong muốn sưu tầm và cất giữ một đồ vật cho riêng mình. Theo thời gian thì chúng sẽ trở thành những cổ vật hay kỷ vật, đều mang lại cho dấu ấn của thời gian và một cảm xúc đặc biệt khi mà chúng ta chạm lại chúng. Từng cổ vật hay là kỷ vật đều mang lại cho chúng ta sự tò mò về nguồn gốc xuất xứ và qua đó thì chúng ta cũng hiểu hơn giá trị về một lịch sử, văn hóa thông qua mỗi cổ vật. Và phóng sự sau đây quý vị có thể tìm được cảm xúc ấy, giá trị ấy khi đến với bảo tàng tư nhân của một người đam mê cổ vật ở huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Bảo tàng có cổ vật có niên đại hơn 3.000 năm. Cái này niên đại rêu đá hơn 3.000 năm, 4.000 năm. Cái này là bên giác của Phú Yên mình gần 500 năm. Rất là tự hào, rất là trân trọng quý những cái kỷ vật này, cho nên ngày nào lên chiêm ngưỡng là mình chủ đó. Những chiếc rìu đá có niên đại hơn 300 năm, hai chiếc trân đồng hàng ngàn năm. Và ở đây cũng không thể thiếu chiếc tù và bằng ngà voi của thời Gia Long và kể cả những thanh kiếm thời Tây Sơn Nguyễn Huệ. Chiếm số lượng lớn bộ sưu tập của ông Khoa là bình ghề chế thuộc gốm Quảng Đức đã lên màu thời gian. Những ai đến đây và một lần nghe ông Khoa giới thiệu về cổ vật và sự đa dạng của bộ sưu tập này đều bị cuốn hút. Đến tham quan thì không nghĩ là nó sẽ được nhiều một cái bậc giá trị lịch sử như vậy. Còn đối với những món vật này thì nói chung nó là vô giá gì, rất có cái giá trị về mặt lịch sử để con cháu chúng ta biết được về ông cha ta đã sinh sống đời trước nó như thế nào. Trong không gian này có đến hơn 3.000 cổ vật gắn liền với các giai đoạn lịch sử của Việt Nam. Cổ vật tuổi đời thấp nhất 100 tuổi, nhiều lên đến 3.000 năm. Những hiện vật ở đây một phần do ông bà ông để lại, một phần là kết quả của hành trình rất nhiều năm âm thầm sưu tầm cổ vật. Có nhiều cổ vật có giá trị rất lớn được nhiều người hỏi mua, nhưng ông vẫn viết giữ. Mong muốn của ông Khoa là làm sao những cổ vật này đến gần hơn với nhiều người, để thông qua cổ vật mọi người sẽ hiểu hơn về lịch sử của Việt Nam. Nhiều người tới hỏi mua lắm, chứ mà không có bán ở đây là đỡ mình trưng bày. Quảng bá cái hình ảnh lên và sau này con cháu gìn giữ, mà cái đây gắn liền đây cũng một cái đồ của quốc gia đó, có thể mà mình bán được. Để phát huy giá trị những cổ vật này, sắp tới ông Khoa sẽ nhờ Bảo tàng Phú Yên hỗ trợ sắp xếp trưng bày lại từng nhóm loại cổ vật để dễ dàng giới thiệu đến với nhiều người hơn. Với ông Khoa, chỉ khi tình yêu với những cổ vật được lan tỏa thì lúc đó mới đánh thức được những giá trị xưa cũ và tạo nên những giá trị bền vững cho cổ vật theo thời gian.